bạn xong group xóa cấm khai nick xong bạn mình để lên với chỉ có mỗi đầm bay màu trái đầm lấy cứ present continuous để như phải thả bắt chụp bàn đạc cầm bông bàn to bạn bắt chụp bàn đạc cầm bông bàn to ok lời dương cho tự đạo form ok form và dương cho phải thả tùm ruộng tí mũi cứ positive form positive form để như phải thả tùm ruộng sọp bạn tùm ruộng sọp ok, dựa cho đó tùm đồng sớp tìm mũi dựng trở cả subject plus a verb to be chạy chân chữ bấy cứ am is a plus a verb ing plus object, ok, đây hai thật cầm bọt ok, subject plus a verb to be am is a plus a verb ing plus object, ok, verb ing cứ chữ main verb plus ing ok, dựng bật to tiết dựa cho đó example ok, example tìm mũi you are working hard today. You are working hard today. But okay. Chúng mơ đọc nghĩa. But you cho ai sắp subject a cho ai verb to be working cho ai verb ing. Bị working cứ chụp bị bột work bột cho mùi nâng ing. You are working. But hard today cứ chia cầm bọt. Okay. You are working hard today. Okay, dương bài thả sắp ngày nế nè, công phong tái chia dương thua ca khẳng nè bạn, okay present còn dưới ớ dương bài thả công phong tái, okay đưa có you are working hard today. Bạn thả nè anh công phong tái chia dương thua ca khẳng nè sắp ngày nế bạn ở lời dương bật to tiết dương châu đó Ottohotipi she is having a shower at the moment. She is having a shower at the moment. But she cứ chia subject. Ok, subject cứ chia protein. Is cứ chia verb to be để khai thác auxiliary verb. Having cứ chia verb ing. A shower at the moment cứ chia object. Tập bất at the moment cứ chia time expression. Ok, cái đó. She is having a shower at the moment. Để dựa bài thả bên ní, niên cầm bông tay ngủ tật. Bạn, đưa có khả nạ bên ní, niên cầm bông tay ngủ tật. Ok. She is having a shower at the moment. Ok, lời dựa bài tỏ tiến. Authority 7. They are playing football very well. They are playing football very well. Okay, they cứ chia subject, a cứ chia verb to be, playing cứ chia verb ing, football very well. Okay, cứ chia cầm bọt. Okay, very well. Này cứ chia con kê giá. Okay, lấy kê prae thá. Pu kê cầm bóng lên ball tuyệt ban giang lò. Okay. Ok, dưới bài ta cầm phung là hốt á, thọc nế, cầm phung ta lên. Ta, ở lời dưới chấp đám đó, thọ tí 4. I am speaking English with my uncle. I am speaking English with my uncle. Bà, để dưới bài thá. Chấm cầm phung tay nị dưới phía xa ổng khlê, chưa mùi bù đồ bọc chồng. Bà, sẽ cầm phiếp nế cứ cầm phung tay cát làng. Sự cam phép này cũng phải cắt lần. Kê cũng phải tay này dưới chú mùi nâng phù đồ bọc kì. Và ta lấy dương form tiêu mũi cái dương mình subject bột ở verb to be bột ở verb ing plus ở object. Ok. Thế khác là bác khác thời ca object là bác khác mình thời ca object. Và lấy dương bật tố đó form tiêu bì. Và dương cho đó form tiêu bì cứ tiện tố nâng negative. Là dương bà ta bạc để sạch đưa có tùm rung bạc để sạch. Tùm rung bạc để sạch bỏ dương thời ca subject plus a verb xong tốt cứ trở cả subject plus a verb to be plus a not plus a verb ing plus a object. Ok, lời dương mơ ổ thỏ tí mũi. Dara is not sleeping now. Dara is not sleeping now. Bà Dara cho ai subject is verb cho verb to be not cho ai not sleeping verb ing now. Ok, now thì mình chỉ object đấy. Ok, lời thời tiết Dara
mình tuân đê tê bê nê. Bà đà ra is not sleeping now. Sự cao viên nếch không bông tại cả làng. Yêu bà tô đò ốt hồ đi bì. We are not having a shower at the moment. We are not having a shower at the moment. Đây dương bà thá. Bụ dương mình tuân ngút tắc tê bê nê. Đưa co khẳng nạ bê nê. Bụi dương mình toàn bán ngu tật tề. Bà thức cao viêm đi. Con cầm phương được cắt lạng đài. Ok. Như cho đó là bác thị bấy. Con chỉ là bác bạc được sát phong đáy. She is not playing the video game. She is not playing the video game. Ok, để dương bà thá. Nếu mình lên video game tề. Đi co tập bích. Sự cao viêm đi cứ cầm phương được cắt lạng. Mà thay là cả nạp bên đi. Nếu ở bán họ bán lên video game này, ok. Rồi lấy dưới bật to đó. Form tí bấy cứ question. Bạn nếu không tìm được question này. Nếu đọc nếu chăm bách trời lớp to be mà đã khăn mục. Điều mình chăm bách trời cả đưa đi cả đơ. Màu bằng pinh đầm bây bật cá chia vào dấu xung nô nè tề. Nhưng cần là lớp to be đã khăn mục viên là khai chia vào dấu xung nô đói khuôn ai. Rồi lấy nếu đọc nếu chăm đám mơ ô tô hó. Ok. Are they eating right now? Are they eating rice now? Okay. Are chỗ to be, they chỗ subject, eating chỗ verb ing, rice cứ chỗ object. Okay. Cái ta thấy cái slide bỏ vía comment pi đấy đọc nè. Lấy dưới bài thả tao phụ kế cầm bông tay nhằm bài rứ. Are they eating right now? Are they eating right now? Cứ sự cam hiếp nít. Cảm kiếm này cứ gặp bông tài cát làng. Ta phụ kế gặp bông tài nhằm bài rứ. Cách lại cứ miền phí. Cách lại cứ miền phí. Bà sân chế phụ kế gặp bông tài nhằm bài. Nhưng lại ta yes they are. Yes they are. Bà rứ cử chá. Phụ kế gặp bông tài nhằm bài. Ok bà sân chế phụ kế mình gặp bông tài nhằm bài thế. No they are not. No they are not. No they are not. Ok bà này thả. Tê phụ kế mình cầm bông tay nhằm bài tê. Ok. Ở lời dương ai bật to tiết. Ở lời cầm mà tiết á. Ở lời dương mơ tên này xanh. Nơi không bị dụng xâm nấu. Cứ cà chá lại bảo biết cư bạp này ánh. Cà chá lại bảo biết cư miên tạp phi bạp này ánh. Bạp ở lời dương bật to tiết. Dư cho đó OTP. Nơi không question. Ok. Is Tom reading the newspapers? Is Tom reading the newspaper? Okay. Is your subject? Is your verb to be? Tom, which is subject. Reading, which is verb ing. The newspaper, which is object. Okay. Để nhớ bài thả. Ta Tom, cầm bông tại an cả sai rứ. Ta Tom, cầm bông tại an cả sai rứ. Okay. Người ta yes, he is. Yes, he is. Ba con ông cả này nè. Tom, cất cầm bông tại an cả sai. Yes, like yes, he is. Bà sân dịch không cạn này đã kết mình cổ phương tại anh cả xa tế. No, he is not. No, he is not. Ok. Nói khăn ông ổ tổ hồ thì bí. Có ở miền cao bị bạc đáy cư nghị sưu mình tên. Ok, lấy dương chỗ đó. Bởi chụp bí cứ question đài. Bạn cao bị ổ tổ hồ muốn cư bởi chụp mũi. Đọc bên nó cứ bởi chụp bí. Tiếp tục nâng và dùng xung nô đá bằng tay tất cả question word. Question word đưa có W a question. Nơi bị mục to be. Nhưng cần là time W a question nơi bị mục to be. Có bằng cách chia và dùng xung nô mùi phòng đài. Nước nóng present continuous. Ok, lấy dưới trăm mơ ốt từ hoa tiếng ốc này. Ốt hoa tí mùi. What are you doing? What are you doing? What cho ở W a question? Are cho verb to be, you cho subject, doing verb ing. Bạn không cần này cứ ở mình cầm bọt tệ. Cầm bọt này đọc nên mình chung hòa lấy. Hãy đây bạn chỉ kê đạo vùng cái trò bạn này. Cứ tê khlác, nếu không là bác khlác. Cứ tìm tiêu mình cầm bọt. Nếu không là bác khlác, cứ viên mình tìm tiêu mình cầm bọt của bạn này. Ở lời dưỡng tầm mơ ca bộ bài bỏ kế. Cả ta nệ cầm bông tệ phơ với. What are you doing? What are you doing? Ta nệ cầm bông tệ phơ với. Bạn ở lời cầm bê kê chá lấy. Just like present continue ở đây. I am staying at home. I am staying at home. Bạn ấy thả.
Xem cầm bông tai nơi tiệt, xem cầm bông tai snap nơi tiệt của bạn đại bạn. Bà kê su chi present continuous, dưng có chlau chi present continuous bạn được nè. Ok, lâu như cho đào ut ho ti pi, dưng mơ ut ho ti pi. Who are speaking now? Nè đó khi mơ là bạn nè, ta miên subject on. Ở miền thế nào, bạn này miền tây. Who cho the W question? À cho ai? Verb to be speaking. Cho verb ing. Okay, đọc cái mơ hát ấy bạn chia được không? Bạn này ở miền subject. Đây xa tay là bạn này cứ cái số đầu subject. Tập ra cho mùi who cái số đầu nè na cái cầm bông tay dễ vậy. Okay, cái prai thá táo nô na cái cầm bông tay này dễ. Bản thân chỉ miền subject tiết vì chỉ được chụp lại bạn này. Okay, táo nô na cái cầm bông tay này dễ. Nhưng ai slide bạn thả slide nơi trong trận này nâng nhật ốc trong slide bạp ná các bạn đấy. Ok, He is Dara. Good. Cứ chia Dara. Rưu có nhật ốc nha ai slide bạp xin các bạn đấy. Ông mà thả Dara is speaking now. Rưu có nhưng bạn thả Dara cất cầm phương tay này dưới lần này. Bạn ok, nếu không có slide thì đọc này ai slide bạp nào các bạn đã ở tại vì xong sớp tình hình xung lưu để kê bản xù ở lời dưỡng chấp đám cho đó ca pra usage bạn như cho đó usage đây như prai thật ca pra. Ok, cái thật the present continuous tense is used to indicate ok indicate cái ta phải chọn cả các vùng bản to cứ từ bàn kê prapra nằm bay một hai tỷ tỷ mùi an activity that is happening now là do prai thá một hai tỷ sự cam phiệp đại cầm vùng tại cả lớn non pe ở lớn nè bạn ở lớn dương mới nếu chỉ ở thọ bản thám My brother is doing exercises. Okay. Cái bài thả bóng 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 xong cầm bóng tay thơ lùm hạt bàn. Rồi có này nếu những ai thả bóng 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 xong cầm bóng tay thơ cách ca xả la đưa cách ca tiết của bạn này. Bạn để đọc nha mơ trong bài trịa xa đám bài dụng này cứ chia bài dụng sớp. Hãy sự cao phép này cứ chia sự cao phép cầm bóng tay bàn cả lãng khăn bê lời này. Bạn bê lời này cứ bóng 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 xong kết cầm bông tại phương lùm hạt bàn bạn. Ok, my brother cho subject is cho verb ing. Xong tố is cho verb to be doing cho verb ing exercises cho ai object. Ok, bông 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 chấm cầm bông tại phương lùm hạt bàn bạn chứ bà ta cầm bông tại đưa co cầm bông dư cho đó ốt hò mùi tiết nếu khăn ông trầm nạch lấy mùi they are playing volleyball. Ok, để dư bà ta phụ kết cầm bông tay lên bà tia. Ok, nó không trong trầm này tìm mùi nế cứ kê này dây bì cam phép để cầm bông tay cắt lăng không bê lần này. Bạn là bác tình bì nế cứ chia là bác đai cầm bông tay cắt lăng. Bạn nó không cạn này nế bác sân để tóc nế trong này dây tật cắn mật phía đưa còn dây tật cắn ở nàm mà nế. Dừng trong mình chữa bì cam phép tay dây cầm bông tay phơ nế dây cầm bông tay phơ nốt. Nế tóc nế complete present continuous. Bạn ok, nế tóc nế trong prap kê thả bên này trong cầm bông tay trực trích nha cho mũi phôn bọc trong bà dân ai như vậy bà được nha. Ok, dân ai như thả I am talking with my sister now. Ok, dân ai trực trích prap kê chẳng á. Ok, đó dân châu đo chùm nơi tí phí bà trong chùm nơi trong bàn lục chánh xong ạp hay tố phóng. Ok, lời dân mơ chùm nơi lịch phí kê thả ớn activity happening around now but not at the moment of speaking. An activity happening around now but not at the moment of speaking. គេ ចង់ ប្រាប់ យើង ថា សកម្ម ភាព ដែល បាន កើត ឡើង នៅ ពេល នេះ ក៏ ប៉ុន្តែ មិន មែន នៅ ពេល កំពុង និយាយ ឡើយ ក្នុង ន័យ នេះ គេ ចង់ និយាយ ថា ចេះ សកម្ម ភាព វា នឹង កើត ឡើង bạn đấy mình mới viêm men cắt lăng được pe để dưng cái bông tàn dây để vì ai cắt lăng được pe khá mụn tại tiệt. Ok, lấy dưng mở ô tô bảo kê cái ta Mr. John is studying history in Phnom Penh.
But Mr. John is studying history in Phnom Penh. Kế chong bạch chế bạch thà chế. Sở cam phiếp cho nè. Cứ kết cầm bông tài rin và bước ở xa nơi khăn thì khăn Phnom Penh. But sở cam phiếp nè cứ kết cầm bông tài rin hời. Chuyên cá anh Obama thà lợi dân cầm bông gì cho mùi nâng là nam nè chế. Và tái chôn kết cầm bông nơi Phnom Penh hay kết cầm bông tài rin. Kết cầm bông tài rin và bước ở xa. But ok cái ta. Lộc chôn cầm bông tài rin và bước ở xa nơi khăn thì khăn Phnom Penh. But ok. Chuyên cá trên cá ạch màu cao ý ạch màu và tiếp nế ạch thàm ở lấy nế màu pi chó ạch thàm màu bấy kết năng cho đến màu vật xa tế về nế dương bàn dưới thả chôn lục chôn cầm bông tay lên vật xa nơi không thì cầm bông bình bạc ok cái trong dưới thả sẽ cam tiếp nó là cát lăng và tay vì mình cát lăng phê để dương cái bông này dưới thì ạch cát lăng này phê mà tay tiết môn phê để dương này dưới kè lấy dưới bà to tiết cả đá we are reading a good book we are getting reading a good book. Okay, nhưng phải thế. Bộ dương cầm bông tài an sĩ phư mùi đò lò. Được không? Bộ dương cầm bông tài an sĩ phư lò mùi. Okay. Lớn như chỗ đó chúng nói tỷ bây này ca pra. Present continuous. Cái này dây bị a plan future arrangement. A plan future arrangement. Được chưa phải thế? Cá rịp cầm rốn nơi bây ảnh ạ cuộc. But dương ai ta present continuous đồng bơi đi dưới pika đi cùng rong tơ pèn là cuột bán này ok cái là I am moving to a new flat next Sunday để dương prai thá nhóm nâng plap đồ tới tiết thăm mấy nơi ngay ở tất cả rồi bạn flat ngay thập tiết lên cứ tiết chú ok I am moving to the new flat next Sunday. But cam phép này cứ chia sẻ cam phép để dân ban đi cùng rộng nơi bây ở nạc quốc. Nơi bây ở tất cả dân nâng phơ ca phát đô từ nơi tiết thầm mây. Nếu cứ chia ca đi cùng rộng tục chìa mùn. Dân ách pra present continuous. Ok, lấy dựa bắt đầu tiết. My friends and I are visiting Angkor Wat next month. My friends and I are visiting Angkor Wat next month. Bạn sẽ cảm biết này có kê đi cùng rộng này. Hãy vì ai cả lăng bị bán sắp từ cái sắp thì rồi. Ok, kê bán đi cùng rộng tăng vì mà khai môn này. Ok. Lâu dân kê thá. Mất việc nhóm nâng tư tư sản hạ bán sát ảnh cô vót nơi khai cao. Mất việc nhóm nâng tư tư sản hạ bán sát ảnh cô vót nơi khai cao. Ok, nó không mê đến bỏ dưỡng cứ trong bàn lược vô màu tập bản năng ánh nếu đó khi ai đông chăm tôi sẵn nơi phía bì bởi tỏ tiết bà sân dân nếu đó khi mình chung ngó đưa cô vô ai thật trong mình nơi chung lo nếu trong chung đoạch nào mỗi nếu đó khi ai comment nơi khăn cao bạn ok